nhưng về đó thì nó vô nhà lấy cái thuốc bỏ cho mình á, rồi nó đi lại nhà hi tuồng á, rồi về ở đây lấy cây ga đập nách đi bơm ga, rồi bơm ga chưa rồi nữa thì nghe la ở đằng này thì chập điện rồi chạy về, cái cuối cùng con bị cháy rồi nằm dài xuống, rồi là thì tư mới về tới để đắng nhờ chữa đó, phải bữa đó mà hên nó còn mấy đứa nó lấy nước ra, nó cứ ra chụp hai cái thùng nước tưới liền, còn hên cái đó thì chuyển về đây liền nặng, chuyển về đây. Rồi từ hồi nhập viện tới giờ là em đóng bao nhiêu tiền tạm ứng được không? Đóng 40 mấy triệu. À là tiền đó là tiền gom góp của gia đình? Gom góp chứ gia đình có 5 triệu. À là mình mượn hả? Rồi bác sĩ nói tình trạng của em giờ làm sao cô? Nguy kịch, bị phổi, phổi ta, phổi trắng. À trắng phổi. Trắng phổi. Chào mọi người, mình đang ở khuôn viên của gần khoa phỏng bệnh viện Chợ Rẫy để gặp cái trường hợp của anh Dương Hữu Công. Đây là trường hợp mà ở Bạc Liêu bị phỏng nặng vì ga mini, chỉ có hai mẹ con đơn chiếc thôi, nhà thì cũng làm vuông. Sau khi phỏng thì ảnh bị phỏng rất là nặng, viện phí cũng khá cao, nhưng mà bây giờ là hoàn cảnh của gia đình rất là khó khăn. Thì đây là cô Lê Thị Nguyệt, 59 tuổi, là mẹ ruột của anh Công, đang chăm sóc anh những ngày qua. Chào cô Nguyệt, thì hiện tại bây giờ tình trạng của anh Công sau mấy ngày điều trị như thế nào rồi cô? Điều trị 13 ngày còn chưa có khỏe, chỉ uống sữa, đổ sữa bằng ống. Cô cho con biết cái thời điểm mà xảy ra sự việc á, thì anh Công đang làm gì và vì sao mà cái tai nạn nó lại xảy ra nghiêm trọng như vậy? Như là lúc Hữu Công đi cúng cơm gì của ông Bác Bảy thì mới có về đó, thì tới nhà thì lấy gói thuốc bỏ một túi hút rồi mới đi xuống lại nhà của anh ấy chơi, thì Tư mới thấy vậy. Cha mới lấy cái bình ga đó nhỏ đó đi đổi, mới đi tới đặng đổi chưa có rời bình ga thì la lên đây đằng này chụp điện chạy về, đi về vậy chứ cũng không có nghĩ rằng là con của mình. Ủa nhưng mà sao tự nhiên đi lấy bình ga đổi là sao con? Cũng như đi đặng Tư đi đặng đổi bình ga rồi ở nhà chạy. Đổi để làm gì? Để nấu cơm. Rồi ở nhà Công á, nó không biết lý do mà nó làm cái kiểu điều gì mà nó bị phật nó cháy như vậy. Thì lúc đó thì Tư không có nhà, thì có đứa người anh á thì kề cận với nó mới thấy, mới la lên nó thành Công phật cháy rồi thì múc nước tưới nó mới cháy lan xuống lưng đó, thì hai ba người lấy mền dập tắt. Rồi lúc đó thằng Công nó quơ, nó la làng hớ, thì có người lại cứu nó, rồi mới đem về Bạc Liêu mới nặng quá, bằng giấy chuyển về nhà thương Chợ Rẫy. Tức là lúc đó là anh đi đổi ga để anh chuẩn bị nấu cơm hả? Không, đi Tư đi đổi ga, Công ở nhà. Tức là Công bị chập điện chứ không phải là bị phỏng ga hả? Phỏng nghe nói là phỏng điều kiện là bị gì Tư không có nhà, thì cuối cùng tỉnh mộng lại là công an cũng có lên là lấy con kết, thì xác định là chiếc xe tiêu cháy chiếc xe Công cháy thành Công cháy chiếc xe luôn. Tức là phỏng này là phỏng điện hay là phỏng ga cô? Cái này là phỏng xăng. Phỏng xăng, xăng từ cái xe á hả? Xăng chiếc xe, hút, nghe nó hút thuốc. Hút thuốc rồi nó cầm cái chữa xe đó. Vậy là không phải là như là phỏng ga mini như là cái thông tin ban đầu hả?
ga là cô đi đổi ga. Đi đổi ga. Trong cái quá trình cô đi đổi ga thì anh ở nhà anh xảy ra tai nạn. Xảy ra tai nạn. Dạ. Rồi lúc cháy đó, luôn chiếc xe. Lúc đó cô về cô thấy người anh như thế nào? Về là thấy cháy nằm dài xuống cứu chữa rồi. Thì cô mới la lên, cô mới kêu lấy lá chuối ra lót. Thì lúc đó cô về thấy nằm dài ở nhà chữa rồi. Đưa lên Bạc Liêu bao lâu là chuyển lên Chợ Rẫy liền luôn cô? Đưa lên cả khoảng 2 tiếng đồng hồ. Làm giấy chuyển liền, bị quá nặng. Cô chạy gãy tới ngày hôm nay. Vô 5 ngày thì bớt. Mới đem ra phòng hồi sức 2 ngày chở bệnh. Đem vô phòng đặc biệt trở lại. Là bữa nay nữa người 13 ngày. Dạ, bác sĩ nói ảnh là bị võng bao nhiêu phần trăm? Bác sĩ thì không có nói phần trăm mà đều nói là phỏng là vô tới phổi, rồi nó biến chứng ra tim, rồi biến chứng ra thận. Rồi mấy ngày nay là cô thấy ảnh có mệt không? Cũng còn thở oxy, thở oxy. Mà điều kêu thì biết mở mắt rồi. À, bây giờ là chưa có ăn uống được luôn hả cô? Chưa có ăn uống gì được. Còn đổ, bác sĩ đổ ống sữa, đổ ống không? Chứ chưa có đút được. Còn ngậm ống, đổ. Giờ ra phòng phường thôi, nằm sáng sốc đặc biệt cô? Nằm phòng đặc biệt. À, từ bữa tới giờ là cô tức trực ở đây luôn á hả? Tức trực ở đây, không có rời bước khỏi giây phút nào á. Không dám mà đi cờ rời. Có hai mẹ con rồi sợ trở ngại gì. Bữa đó hôm qua hôm kia chở bệnh lại bóp bóng đó. Kêu cô lên bóp bóng, cô bủng bủng tay chân, cô bóp đâu có nổi đâu. Năn nỉ bác sĩ mướn ai bao nhiêu thì bao nhiêu, chứ thấy con mình nó xót quá rồi, bóp bóng không nổi hai tay. Rung rời hết hả? Rung rời hết trơn, đâu có đứng bóp bóng nổi đâu. Cái cô mới điện về dưới mới mượn con của chị ba tên Ngoan. Lên hôm qua hôm kia cũng có bóp bóng mà bữa nay với hôm qua nó khỏe lại. Kêu biết vô thăm, ghéo rồi biết mở mắt rồi. Từ bữa tới giờ bà con dòng họ ở quê rồi có lên hỗ trợ mình gì không cô? Có đóng góp người 500, người 400, người 1 triệu cũng có. Rồi từ thiện cũng anh em bên từ thiện cũng đóng góp vô chứ gì. Hổng gài là để điều trị cho Dương Hữu Công đang hồi phục. Đóng góp cũng tính ra cũng 50 triệu. Nhưng mà đủ không? Không đủ đâu. Bởi vì cái này bác sĩ cũng cho nói là cho hay là cái này căn này bệnh là thời gian kéo dài cũng khoảng 1 tháng mấy 2 tháng hoặc 3 tháng không chừng. Bởi vì bác sĩ có nói là cái vết thương ở sau lưng nặng hơn cái mặt. Bây giờ cô đóng hết nhiêu rồi? Đóng hết thảy là 50 mấy triệu đó. Rồi đóng góp vô cô bác đóng góp. Là mới tạm ứng đó hả? Tạm ứng 50 mấy triệu. Đóng tạm ứng cho bác sĩ đó. Tức là mình có vay mượn gì bữa giờ chưa? Có mượn em Út 15 triệu. Mượn của em thứ 8 5 triệu. Mượn của dì Năm nó 5 triệu. Tổng là 25 triệu rồi. Mình vô phòng sản xuất đặc biệt là ảnh nhận ra mình không cô? Nhận, ghéo kêu nhận. Biết ghéo mẹ công ơi mẹ lên thăm con nè. Thì nó mở mắt nó dòm chứ còn đút ống vô họng á chưa có nói chuyện được. Tại vì bây giờ phải cho ăn qua đường miệng đường ống. Đường ống không, bơm đường ống. Nhà hai mẹ con sống với nhau như vậy là bao nhiêu năm rồi cô? Thì từ nhỏ tới lớn. Hồi nhỏ
hồi 10 cưới vợ hồi 17 tuổi thì lúc đó bệnh, cô bệnh lắm, rồi cô bệnh rồi hồi 17 tuổi cưới vợ 17 tuổi thì sau đó thì bên chị vợ kêu Hữu Công á, về bả nở Hữu Công á, nói con có mẹ con à, con nở nào mà à, con bỏ mẹ con, rồi vậy đó, rồi bên vợ phải rút lui để đem giấy tờ ra yêu cầu ra tòa rồi đem con đi giả nước ngoài, bởi vì cái chỗ đó đó Công nó mới buồn quá, nó ở với mẹ, nó nói con nghĩ có vợ rồi. Thì hai mẹ con một ngày á, nó ngay một ngày á thì cũng nhờ con mình, nó đi mần cũng 300-400 ngàn đi đục hào không à, chứ không có mần hồ mần gì, đi đục hào ở dưới nước á, rồi đem về bán 1 ký 10 ngàn đó. Nhưng mà lúc đó anh mới 17 tuổi thì sao đủ tuổi lấy vợ? Thì thấy hồi đó thì cô bệnh quá rồi cưới đại đi, rồi cuối cùng cưới lỡ dở tới giờ. Nhưng mà chưa có làm giấy kết hôn, nghĩa là ly dị vậy hả? Chưa có gì đó. Sau đó là cô ấy cô đi nước ngoài luôn rồi. Cô đi nước ngoài. Nhà mình có ruộng đất gì không cô? Nhà không có ruộng, chỉ đi làm hào vậy thôi hả? Đi làm hào. Rồi hỏi cái nó cũng hơi tế nhị một xíu là đó giờ là ba ảnh là ở đâu? Ở gần đó. Ở gần. Mà thôi, hai người thôi lâu. Hai người thôi hồi lúc 16, 17 tuổi. 15 tuổi, 16 tuổi. Ồ, vậy là mình lập gia đình sớm quá ha cô? Tại vì cô lúc đó cô cũng bệnh, nói cô cũng nói thiệt luôn. Lúc đó cô cũng bị hành. Hành rồi cô sợ đây rồi chết nay không mai. Rồi con mình á, không có để ai mà đứng lo cho nó, đừng có cuộc hôn nhân cho nó. Thì cô cũng cố gắng mà lo cho nó, cuối cùng lo cho con mình nó không được tròn vẹn. Rồi sau đó cô mới thẻ bệnh mạnh lại. Rồi sau đó cô cũng niệm Phật. Cũng bị hành là mình. Sao cô hành là cũng như theo ông bà theo cô đó. À. Rồi niệm Phật rồi nguyện của quyền ông bà mới mạnh lại tới ngày hôm nay. Rồi con Dương Hữu Công nó đã không có bỏ cô. Dạ. Nó ở dẫn tới giờ. Rồi năm cô... nay là 36 tuổi. Con độc của cô luôn á hả? Ừ, có một mình thôi. Có một người thôi. Là từ cái lúc mà chia tay xong mình không có tiến tới bước nữa với không. Ai luôn. Thì cô thấy cô bệnh quá. Dạ. Hồi nhỏ đó, cái lúc mà anh Công còn nhỏ là cô nuôi ảnh bằng nghề gì? Hồi đó cô đi bán. Đi bán chợ như bằng hàng đó. Rồi sau đó cô bệnh đó, cô nghỉ bán. Cô không còn bán bằng hàng nữa. Giờ ảnh bị như vậy chưa có biết ngày xuất viện đồ đó, thì mình định là mình lo cho ảnh bằng cách nào? Bây giờ mong cho mà lành bệnh rồi cũng phải kiếm mới vốn rồi tặng cho, bây giờ bác sĩ cũng có cho biết trước rồi, khi Công về thì nó có điều trị chính, nó không có mất đề kháng, nó giảm đề kháng nhiều lắm, bây giờ không có còn như hồi xưa nữa, mặn nặng thì không nổi. Thì trong bụng cô mong muốn cô có về cũng là ông bà cũng xui khiến sao mà được số tiền để mình mua cái vật mà bán gạo đồ lóc cóc tại nhà đó, rồi mình nuôi con mình thì đừng cho nó nhờ, dù muốn dù không đi nữa thì cũng phải gắng, cô cũng phải gắng cố gắng mà để lo cho một đứa con, dù cho cỡ nào cô cũng bước để mà lo cho Hữu Công, dù có tật có nguyền thì một đứa con của cô có duy nhất trên đời cô. Nhưng
Nhưng mà bây giờ cái viện phí nó còn rất là cao và không có biết cái ngày mà về á thì mình có nhắm mình lo nổi không cô? Thì tới đâu tính tới đó, cho biết sao nói. Bây giờ cũng có nói với bác sĩ rồi, bây giờ tính bác sĩ tới đâu tính tới đó. Dù chưa gặp có vụ không có tiền cũng về mượn chát hay là quơ quào hay là bằng tư cách nào đó, là hỏi đồ cô gì chú bác vẫn điều trị cháu, chứ cả nào cô cũng lo cho cháu. Dạ. Có hai mẹ con được tựa sư giờ. À, bây giờ nếu mà Mạnh Thường Quân á, họ muốn ủng hộ cô á, thì họ sẽ liên hệ như thế nào cô? Rồi Mạnh Thường Quân thì điện cô dốt lắm. À. Cô có chỉ điện cô, bây giờ điện lại số chục cô lại nhỏ, cô cũng không biết sử dụng. Dạ, tức là chỉ điện cô thôi hả? Điện hỏi gì rồi đối đầu lại thôi, chứ còn nếu mà cuộc gọi nhỡ cô cũng không biết mở máy ra nữa. Dạ. Cô dốt gì đó. Mời xin mọi người thông cảm là cô Nguyệt là cô cũng ở quê cũng lâu năm cho cô không có rành về mấy cái điện thoại hay là có tài khoản gì hết, cho nên là nếu mà mọi người muốn đóng góp cho cái trường hợp của anh Công và cô Nguyệt đang nuôi con bị phỏng rất là nặng thì mọi người vui lòng gọi điện thoại cho cô Nguyệt. Nếu mà gọi không được thì vui lòng gọi lại giúp cô, tại vì cô không có biết mở lại gọi lại như thế nào hết. Cô đọc cái số điện thoại của cô cho mọi người biết đi cô. Cô xài cô không biết nữa nè. Cô biết số 10 đuôi không? À, số 10 đuôi hả? Thôi để con coi giùm cô nha. Số 10 đuôi. Ôi thôi chắc trong đây cũng không có lưu quá, cho nên là chắc là khi mà con về con sẽ thêm cái số điện thoại của cô vô bài vô ở dưới cái bài của con á, để mọi người họ biết để mà họ liên hệ. Chứ bây giờ là cô cũng không có đọc được mà con cũng không có nhớ số điện thoại của cô nữa nha. Cũng mong là mọi người có thể chia sẻ cho hoàn cảnh của hai mẹ con cô Lê Thị Nguyệt để mà cho anh Công sớm về với gia đình, để hai mẹ con cùng nương tựa vào nhau sống tiếp trong những cái tháng ngày sắp tới. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này ạ.